Thưa quý vị, thời khắc đón giao thừa năm 2018, thương hiệu bia Sài Gòn tổ chức chương trình ca nhạc chào đón năm mới 2018 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt mang tên Đêm nhạc chào đón năm mới 2018 với chủ đề Huyền thoại Rồng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 142 năm hình thành và phát triển thương hiệu bia Sài Gòn cùng với sự ra mắt dòng sản phẩm mới Sài Gòn Gold. Đây là chương trình do bia Sài Gòn phối hợp tổ chức để chào đón năm 2018 với ý nghĩa đưa khán giả xuyên không gian và thời gian để khám phá bản lĩnh của người trẻ Việt đầy nhiệt huyết và đam mê, cho dù đó là thời gian lập nước, thời hiện đại hay khát vọng cho một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tương lai. Bia Sài Gòn mang đến đêm âm nhạc với nhiều điều bất ngờ và công nghệ trình chiếu hologram ngoài trời cho người xem những khoảnh khắc đặc sắc để chuẩn bị chào đón năm mới 2018. Nhân dịp này, thương hiệu bia Sài Gòn cũng giới thiệu đến người xem dòng sản phẩm mới Sài Gòn Gold. Vẻ ngoài mới của dòng bia này mang đậm bản sắc dân tộc với biểu tượng rồng vàng in trên nền hoa văn trống đồng, thể hiện đây là một loại bia thuần Việt. Kỹ thuật trình chiếu hologram ngoài trời được biểu diễn trên sân khấu nổi tại Hồ Bán Nguyệt và công nghệ sân khấu 3D hoành tráng giúp người dân được chiêm ngưỡng con rồng với kích thước 20m bay lượn trên mặt hồ. Bên cạnh đó, các tiết mục ca nhạc và vũ đạo cũng được dàn dựng công phu, kết hợp và tương tác với hologram đã tạo ra những màn biểu diễn đặc sắc. Chương trình đã thể hiện tinh thần và âm nhạc dân tộc với sắc thái trẻ trung và sôi động hơn, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Rất là vui hả? Rất là vui hả? Dạ. Chưa? Dạ, rất là sôi động và rất là vui khi được đón năm mới của chương trình này. Dạ, bạn muốn năm sau tổ chức như vậy được nữa? Có ạ. Dạ, muốn luôn. Sự kiện này tập trung rất nhiều người trẻ năng động, tôi rất thích điều đó. Ngoài ra, hình ảnh ánh sáng rồng và âm thanh thật hoành tráng, thực là một đêm ý nghĩa để chào mừng năm mới. Trong đêm ca nhạc còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích như Đồng Nhi, Hà Anh Tuấn, DJ Quang Trừng, Hoàng Rapper, ca sĩ Sally Lê và nhiều nhóm nhảy ban nhạc acoustic. Chương trình đã thật sự mang lại những giây phút khó quên cho người dân thành phố Hồ Chí Minh vào những thời khắc vô cùng đặc biệt chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.